Đây, em còn 5 con bóng này nhé. Bắt đầu lấy thì em Tuấn để chốt cho 3 triệu 5 con này. Bởi vì được giữ mãi nhiều lúc trong bóng kia nó có một số bộ giản cũng chơi đến đấy. Để không may nó vỡ mất nó phí. Thì 5 con này em Tuấn sẽ quay chi tiết từng mã từng con một. Bắt đầu em cần con nào thì là em bán cả 5 con này luôn nhé. Đôi 4 5 con này. Lấy các bác 3 triệu thôi. 3 triệu. Nếu có gì đây. Để em quay ngược lại cho nó đỡ bóng, cho con nhìn nó rõ hơn. Đấy. Đây. Con bóng này là bóng 4, 4, 2 này. Cái gì đây? Để cho nó đỡ bóng cho bác đọc này. Đây chân nó đây ạ, 5 chân. Một con để riêng này. Sang tiếp tục con này này. Ký hiệu của nó này, NHW kép này. New Touch 6W kép C5 311, bóng 311. Đấy. Rồi. Tiếp đến con nữa này. Con này là bóng Y76 đây. Còn họ ký hiệu ở bên trong này này. Chả biết đánh dấu chữ gì, số 4 hay cái gì ghi tận bên trong. Chịu. Nhà sản xuất. Đấy, bắt đầu thấy cần cái gì lấy. Tiếp này. Con này là con ký hiệu là 80 này. Nhé. 80. Nó chỉ ký hiệu 80 mới chữ gì trên này. Không đọc được đâu. Tiếp đến con này nữa. Con này là 6Z à? DH3A. Ui, chả, quá ai đọc méo cả mồm. Đấy. Mà là có nhu cầu liên hệ em Tuấn. Để cho bác 3 triệu chọn bộ này. Quá bèo cho bác. Mua mấy cái bóng tàu đều đều nó đỡ. Mấy triệu rồi. Chào bác nhé.